Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản kinh tin. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là bản tin quốc tế. Kết quả sớm hơn là khối Hezbollah của Lebanon đã bị thất bại trong cuộc bầu cử mới nhất tại đây. Tin từ Beirut cho biết là lực lượng dân quân Lebanon Hezbollah đã cùng với các đồng minh đã bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử vào cuối tuần qua cho các vị trí của nghị viện quốc gia này. Kết quả được công bố sơ khởi vào ngày thứ hai cho thấy là những cái đảng đối lập đã chiếm rất nhiều ghế so với lại lực lượng của Hezbollah. Bất kể là đã có còn nỗ lực và Hezbollah cùng với các cái đồng minh của họ bao gồm luôn cả đảng Shiite và kể cả nhóm gọi là Amo Group ở tại nghị viện và người phát ngôn viên có tên là Nabi Berri, gần như là họ đã còn lại có 27 ghế trong toàn bộ cái nghị viện của Lebanon, và đây là lần đầu tiên thất bại lớn nhất của họ kể từ năm 2018. Họ đã có mất đi, họ đã chiếm khoảng chừng 71 ghế trong số 128 ghế thời điểm đó. Tuy nhiên thì đối với lại khối độc lập thì trong năm 2019 các cuộc biểu tình tại đây đã khiến cho khu vực này đã có thêm những cái ghế của các đảng đối lập khác, và giờ đây thì Lebanon đã bị mất đi kiểm soát ở nghị viện của đặc biệt là Hezbollah mất đi quyền kiểm soát sau khi mà nghị viện của Lebanon đã có cuộc bầu cử mới nhất, và lần này thì lực lượng Hezbollah đã chuốc bại thảm hại bởi vì các cái hành động bạo động của họ đã khiến cho người Lebanon cảm thấy chán nản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi những người sử dụng là tắt bỏ cái nút thuật tính toán của Twitter. Bản tin mới nhất cho biết rằng là những người sử dụng cái nút có là gọi là manipulate, tức là cái thuật tính toán và thao túng của Twitter, thì ông Elon Musk kêu gọi những người này là nên tắt cái thuật tính toán trên. Quý vị đang bị thao túng bởi cái thuật toán này của phía Twitter và quý vị sẽ không nhận ra. Và điều quan trọng để điều chỉnh thông báo mới hoặc là những cái status mới của Twitter, quý vị nên tắt bỏ điều này. Nhà sáng lập của công ty Twitter là ông Jack Dorsey đã lên tiếng và đáp trả cái lời phát biểu của ông Musk trong lúc đó, khi mà nói cái function này là để được thiết kế ra nhằm tiết kiệm thời gian cho những người nào mà tiếp cận với lại cái trang mạng xã hội này. Tuy nhiên, việc mà tắt bỏ này sẽ khiến cho những cái new feed, tức là những cái thông báo mới sẽ không có. Ông Dorsey đã lên tiếng và nói rằng cái nút này không có phải là thiết kế ra để thao túng người sử dụng. Nó được thiết kế ra để giúp cho người sử dụng có thể tiếp cận nhanh hơn những cái nội dung mới. Tuy nhiên thì ông đang chắc rằng đã có sự lạm dụng rất nhiều bởi cái thuật toán của công ty Twitter trong đó, khiến cho những người sử dụng có thể bị dẫn tới những cái định hướng ở trong công ty Twitter. Đây được xem là một trong những cái bất đồng mới nhất của ông Elon Musk với lại nhà sáng lập công ty Twitter là ông Jack Dorsey. Trong đó thì đôi bên có tranh luận khá nhiều về cái thuật toán này của công ty Twitter đã khiến cho thao túng rất nhiều những người sử dụng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của đài truyền hình NBC cho thấy ông Joe Biden lại đạt tới cái mức thấp nhất ở trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Ông tổng thống Joe Biden lại đạt thêm kỷ lục về sự chấp thuận của người dân Hoa Kỳ thấp nhất kể từ trước tới nay. Ông ta chỉ đạt được có 39% sự chấp thuận của người dân Hoa Kỳ trong vai trò tổng thống, so với tháng 4 được 40%. Cuộc thăm dò này diễn ra vào ngày 5 tới ngày 7 tháng 5 và trong 9 trong số 10 người, 1.000 người đã được thăm dò, trong đó cho thấy rằng 75% người dân Hoa Kỳ nói rằng đất nước đã đi sai đường, và 5 lần so với lại cái cuộc thăm dò 34 năm trước đây, và đó được xem là cao nhất trong lịch sử từ 35 năm trước đây, khi nói rằng đất nước đã đi sai đường là 75% hoặc cao hơn. 65% người dân Hoa Kỳ nói rằng việc mà phá thai cần phải sớm chứ không thể trễ hơn trong lúc mà giai đoạn mang thai, trong đó thì họ nói rằng 37% là nên để cho phép người phụ nữ được phá thai trong cái thời kỳ bào thai còn sớm và không nên phá thai khi mà bào thai đã thành hình. 63% phản đối cái việc mà
phía tối cao viện lật ngược cái phán quyết của năm 1973 gọi là Roe v. Wade trong việc mà quyền phá thai của phụ nữ. Trong khi đó 30% ủng hộ cho việc mà tối cao pháp viện lật đổ cái quyết định này. 33% chỉ có 33% chấp thuận ông Joe Biden là gọi là có cái khả năng về kinh tế. 41% là nói rằng ông đã có cái khả năng quản lý về cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, trong khi 59% nói rằng là ông ta có khả năng về vấn đề chống đại dịch. 65% những người lớn tuổi cho biết gia đình của họ đã bị mất lợi tức kể từ khi mà giá cả tăng cao. 46% các cử tri ghi danh nói rằng họ muốn đảng Cộng hòa kiểm soát quốc hội. Trong khi đó, 46% cũng đã nói rằng là họ muốn đảng Dân chủ. Trong khi đó thì đây là bản thăm dò mới nhất của đài truyền hình NBC đưa ra, cho thấy rằng là phía Joe Biden lại bị mất điểm thêm một lần nữa. Cùng một lượt thì theo báo cáo của tờ báo Axios cho biết là ông Joe Biden đã chỉ đạo cho các nhân viên của Tòa Bạch Ốc tập trung vào cuộc bầu cử giữa mùa. Ông Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu ra lệnh cho các phụ tá trong Tòa Bạch Ốc là bắt đầu khởi động và chuẩn bị tập trung vào cuộc bầu cử giữa mùa, giữa lúc mà nỗ lực của họ đang tìm cách gỡ lại cái điểm đang xa xúc của đảng Dân chủ, theo tường trình của tờ Axios. Bản báo cáo diễn ra chỉ một ngày sau khi tờ New York Times báo cáo rằng toán pháp lý của ông Joe Biden đang chuẩn bị để mà bảo vệ những cái khả năng mà ông ta có thể sẽ bị đàn hạch nếu như đảng Cộng hòa chiếm lại cái vị trí đa số trong quốc hội vào tháng 12. Đảng Cộng hòa đã công bố và họ nói rằng họ sẵn sàng để đàn hạch ông Biden và điều tra về những cái thỏa thuận của ông Hunter Biden ở trong cái hồ sơ mà ông ta có những quan hệ đối với lại các cái đối tác ở bên ngoài nước Mỹ sau khi mà cái laptop của ông ta bị tiết lộ. Các viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết là họ đã được nhấn mạnh là cái việc mà ông ta muốn thông qua cái ngân sách 1.900, ông ta đã thông qua ngân sách 1.900 tỷ Mỹ Kim cũng sẽ bị điều tra. Và ông Joe Biden đã tìm cách gọi là chỉ trích đảng Dân Chủ đang cổ võ cho phong trào MAGA cực đoan, những chính sách của MAGA cực đoan. Trong đó thì ông ta đã bắt đầu tập trung vào cái việc mà gọi là chụp mũ cho phong trào MAGA. Ông Biden luôn nói rằng ông ta không so sánh tất cả mọi thứ, nhưng thật sự ông ta đã so sánh rất nhiều. Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Michael Wynn đã cho biết như trên, vị tổng thống này đã không mắc cỡ khi mà ông ta lên tiếng chỉ trích đảng Cộng hòa, và ông ta đã tìm cách chụp mũ cho một số những thành viên trong đảng Cộng hòa là thuộc phong trào cực đoan. Đó là một trong những lời phát biểu của ông Wynn đã cho biết như trên. Cùng một lượt thì ngày hôm nay và lần thứ hai trong một tuần lễ thì nhà lãnh đạo của công ty Amazon và người xem là giàu hàng thứ hai trên thế giới là ông Bezos, Jeff Bezos đã lên tiếng chỉ trích ông Joe Biden bất lực trong vấn đề chống lạm phát. Lần thứ hai trong một tuần lễ thì nhà sáng lập công ty Amazon là Jeff Bezos, cũng là chủ nhân của tờ báo cánh tả Washington Post, đã lên tiếng chỉ trích cả ông Joe Biden lẫn Tòa Bạch Ốc đã không đủ khả năng để mà chống lại cái cơn lạm phát và gây ra những chính sách kinh tế gây tổn thương cho người nghèo. Trên thực tế thì chính quyền này đang tìm cách gọi là tránh né những cái sự sức nóng của nền kinh tế đang bị tổn thương và cái vấn đề lạm phát kinh tế, và duy nhất chỉ có một mình ông Joe Manchin của đảng Dân Chủ ở tại Virginia là người đã cứu họ qua khỏi cái cơn khủng hoảng này. Tình trạng mà lạm phát đã gây tổn thương cho tất cả mọi người, kể cả những người nghèo ở tại Hoa Kỳ. Trong đó thì họ đã cố tình tạo ra một cái disinformation war để tiếp tục tìm cách kiểm soát, và họ sử dụng cái này để bác bỏ những cái ý kiến chỉ trích chính phủ. Đó là lời phát biểu của ông Jeff Bezos đã đưa ra ngay sau khi mà ông Joe Biden đã tìm cách gọi là biện minh cho cái thái độ thất bại của ông ta trong việc chống lạm phát, và ông ta nói cho rằng việc đánh thuế người giàu là giải pháp duy nhất để cứu người dân Hoa Kỳ thoát khỏi lạm phát. Trong khi đó thì ông Jeff Bezos nói rằng việc mà đánh thuế người giàu cũng không cứu nổi những cái khó khăn của người nghèo, và cái lạm phát vẫn tăng cao như thường. Và ông nói rằng chính quyền của Joe Biden đang tìm cách tránh né và đổ thừa cho những cái nguyên nhân khác mà không nhận trách nhiệm về sự bất lực của mình trong vấn đề mà chống lạm phát. Và tình trạng lạm phát này đã khiến cho tất cả những cái khiến cho tất cả người dân Hoa Kỳ đã gặp nên khó khăn hơn. Tình trạng lạm phát trong tháng này được báo cáo là 8.3%, con số gần như là cao nhất trong vòng 40 năm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, sau khi nhận được cái sự endorse của cựu Tổng thống Trump
thì Dr. Oz đã trở thành nhân vật dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở tại bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania. Sau khi mà cựu Tổng thống Trump chính thức endorse ông tiến sĩ Mermaid Oz, còn gọi là Dr. Oz, thì ông đã trở thành một trong những nhân vật dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ trong vai trò của thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Pennsylvania. Cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College Poll cho thấy rằng là cuộc bầu cử sơ bộ của các cử tri đảng Cộng hòa cho thấy ông Oz đã dẫn tại đầu là 28% của các cử tri đảng Cộng hòa. Và trong đó thì cái nhân vật gọi là bình luận gia chính trị là Katie Barnett được 24%. Ông David McCormick đã bị đẩy xuống còn có 21%. Và 50% nói rằng họ chưa quyết định, mặc dù rằng họ nói rằng ủng hộ cho ông Oz lên tới 32% trong cái kịch bản mới nhất. Trong khi đó thì cựu đại sứ tại Đan Mạch là Carla Shan chỉ được 7% và Jeff Bartos chỉ được 6%. Trong cái người mà nhận ít nhất lại là nhân vật gọi là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang chỉ được 1% mà thôi. Cuộc thăm dò này dựa trên 1.000 cử tri tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa được thực hiện từ ngày 14 tới ngày 15 tây tháng 5 vừa qua. Và như vậy thì ông Dr. Oz đã nhờ sự đề cử của ông Trump mà vọt lên hàng đầu, trong khi trước đó thì ông đã bám sát nút và vẫn còn thua ông McCormick rất là nhiều. Tuy nhiên sau lần đề cử của Tổng thống Trump thì ông này lại đứng dẫn đầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích cuộc nổ súng ở tại Buffalo, New York và thúc giục đoàn kết để chống lại cái mà ông ta gọi là phân biệt chủng tộc và thái độ thù ghét chủng tộc. Ông Joe Biden đã lên tiếng thúc giục vào ngày Chủ nhật về sự đoàn kết quốc gia khi mà ông ta cho rằng tình trạng thù ghét vẫn còn nằm trong cái xã hội của Hoa Kỳ sau khi mà có một vụ bắn gọi là xả súng hàng loạt ở tại Buffalo, New York, và các viên chức liên bang nói rằng đây là một cuộc xả súng mang tính chất thù ghét. Tòa Bạch Ốc đã đưa ra là cái văn bản phát biểu của ông Joe Biden trong ngày hôm qua sau khi mà có cái vụ nổ súng này, và trong đó thì người mà bị đã nổ súng là một người đàn ông da trắng 18 tuổi đã tìm tới cái khu người da đen để mà nổ súng, trong đó đã sát hại 10 người và bao gồm luôn cả một cảnh sát về hưu của Buffalo và gây thương tích cho 3 người khác, và hầu hết tất cả các nạn nhân đều là người da đen. Theo lời của các nhân viên công lực cho biết thì tay súng này đã nghiên cứu về nhân chủng học ở khu vực địa phương trước khi mà ông ta nhắm vào trong các cái mục tiêu gọi là cuộc xả súng này, và hầu hết nhắm vào người da đen. Đây là một trong những cái vụ án xả súng mới nhất trong mùa bầu cử. Mỗi một năm tới cái mùa bầu cử, đặc biệt là gần tới giai đoạn bầu cử, dù là bầu cử sơ bộ hay là tổng tuyển cử, thì thông thường vẫn xảy ra những vụ xả súng, và được nói rằng những vụ xả súng này là liên quan tới thù hận chủng tộc. Trong khi đó thì ông Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng chúng ta vẫn phải làm việc để chống lại cái nạn thù ghét vẫn còn tồn tại trong xã hội Hoa Kỳ. Ông đã phát biểu năm thứ 41 đánh dấu cái chết của một cảnh sát viên ở tại New York, và trái tim chúng ta lại nặng nề một lần nữa. Chúng ta sẽ phải giải quyết và những vấn đề này vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là lời phát biểu của ông Joe Biden đưa ra. Việc này được đưa ra nhưng mà ông ta lại không nhắc tới cái sự nỗ lực của thị trưởng thành phố Buffalo và kể cả một số thành phần cực tả của đảng Dân Chủ lại tiếp tục đòi hỏi là phải kiểm soát vũ khí trong lúc mà tình trạng nổ súng này vẫn diễn ra. Hàng năm khi tới mùa bầu cử thì đảng Dân Chủ vẫn lợi dụng tất cả những vụ nổ súng hàng loạt để tìm cách kiểm soát tu chính đáng số 2, và tu chính là cái tu chính đáng số 2 kiểm soát cái quyền sở hữu vũ khí của mọi người. Tuy nhiên họ chưa bao giờ thành công. Nay thì phía của đảng Dân Chủ lại một lần nữa thúc đẩy cái này để có thể có được một cái nghị trình tranh cử của họ. Hiện nay thì người ta dự đoán việc mà tranh cử kỳ này sẽ tập trung, đảng Dân Chủ sẽ tập trung vào vấn đề gọi là năng lượng xanh và kể cả cái vấn đề phá thai sau khi có tiết lộ của tối cao pháp viện. Tuy nhiên thì việc nổ súng vẫn là một trong những cái vấn đề đề tài hàng đầu mà đảng Dân Chủ thường đưa ra trong các cuộc tranh cử, đặc biệt là họ nhấn mạnh đến sự thù hận giữa các chủng tộc với nhau. Và chỉ còn một cái duy nhất là họ chưa đụng tới là cái việc mà gọi là giám sát tất cả những cái hoạt động của các tổ chức thiện nguyện, khi mà những tổ chức thiện nguyện này đã bị đảng Dân Chủ quy chụp là hỗ trợ cho những phần tử cực đoan, có nghĩa là phá thai và
Phân biệt chủng tộc vẫn là cái đề tài thường xuyên và gọi là truyền thống của Đảng Dân Chủ cho mỗi mùa tranh cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơ quan nghiên cứu sức khỏe quốc gia đã che giấu 350 triệu Mỹ Kim để chi trả cho tất cả những khoa học gia, trong đó bao gồm luôn cả ông Fauci, người đã được xem là một trong những nhân vật gây đầy tranh cãi trong đại dịch vừa qua. Cơ quan nghiên cứu sức khỏe quốc gia, gọi tắt là NIH, đã chi ra khoảng 30 tỷ Mỹ Kim tiền của người thuế cho 56.000 những người khoa học gia có hợp đồng với lại cái cơ quan này. Theo tường trình của Open Book, Adam và Open Book, thì trong đó bất kể là cái việc mà gọi là chi ra rất là nhiều cho cái tình trạng gọi là xài hoang phí tiền thuế của người dân. Trong đó cuộc điều tra cho thấy là các cái nhà khoa học gia và những cá nhân làm việc trong cái cơ quan NIH, tức là cơ quan nghiên cứu sức khỏe quốc gia, đã chi ra rất nhiều số tiền này cho ít nhất là 30 cái tổ chức độc lập, bao gồm luôn cả những công ty nghiên cứu về dược phẩm. Theo bản tường trình cho thấy, từ năm 2010 cho tới năm 2020, tổng cộng có 30 tổ chức đã chi ra khoảng 350 triệu Mỹ Kim được gửi lại cho cái cơ quan này để mà chi trả cho tất cả những khoa học gia. Và 30 tổ chức này đã được xem là những nhà đầu tư thầm lặng, và số tiền này đã được chi trả ra rất nhiều cho ít nhất là 1.700 nhà khoa học gia của NIH. Trong đó họ nhận lên tới 22.100 lần các cái chi phí chi trả trong tổng số tiền là 134 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì họ công bố cho thấy là có tới 1.800 trang của cái bản báo cáo này từ năm 2015 tới năm 2020 về sự chi trả mà che giấu của cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu sức khỏe. Trong đó người đứng đầu nhận nhiều tiền nhất chính là ông Dr. Anthony Fauci, và ông ta đã nhận cái số tiền này, ngoại trừ cái mức lương là 456.028 Mỹ Kim ra, thì ông ta còn được nhận cái tiền chi trả cho ông ta lên tới 23 lần. Ông bác sĩ Francis Collins là lãnh đạo của cái cơ quan này. Từ năm 2009 tới năm 2021 thì ông ta đã có mức lương là 203.500 Mỹ Kim, và ông ta còn nhận thêm 14 cái payment từ cái cơ quan này. Và đây được xem là những con số mà đã được đưa ra, trong đó họ gần như là phải công bố tất cả những cái chi tiết này sau khi mà chính quyền liên bang buộc họ phải công bố tất cả những chi tiết, bởi vì căn cứ và được kềm chế bởi cái đạo luật Freedom of Information Act, trong đó buộc họ không thể từ chối những yêu cầu về báo cáo của số tiền chi ra. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất có thể gây tai tiếng cho cơ quan nghiên cứu về sức khỏe quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã bắt đầu thử nghiệm các cái cuộc gọi là bay tầm xa và thử nghiệm tất cả những cái drone được chế tạo bởi Đài Loan, gọi là Tenjun. Đài Loan cho biết là cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu khoa học và kỹ thuật của Đài Loan đã bắt đầu cho thực hiện bay thử các cái loại drone, họ gọi là Tenjun 2, bắt đầu từ tháng này. Những cái drone này đã được cất cánh từ cái phi trường không quân của Đài Loan gọi là Chai San, và bay trên vòng ở trên cái đảo quốc Đài Loan với cái mức bay tầm trung và tầm xa, theo tường trình của Bộ Quốc phòng cho biết. Và họ đang tìm cách gọi là thử nghiệm những cái loại drone do chính Đài Loan chế tạo. Tenjun được xem là một trong những cái loại drone mà Đài Loan đã dựa trên cái kỹ thuật được Hoa Kỳ cung cấp, tương tự như là cái loại do Hoa Kỳ sản xuất gọi là MQ-9B Sea Guardian, tức là những cái drone mà tuần tra mặt biển. Trong đó là họ có thể hoạt động 24 giờ để giám sát toàn bộ mặt biển của Đài Loan. Đây được xem là một trong những nỗ lực của Đài Loan kể từ năm 2016 đã quyết định phát triển cái loại drone này để giám sát tất cả các mặt biển. Và giờ đây họ đã hoàn tất cái dự án này và đang trong tiến trình thử nghiệm và bay thử nghiệm với cái độ dài, và để xem cái mức độ mà hoạt động của các cái drone này dài, kéo dài bao lâu, có thể kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ Đài Loan. Cùng một lượt thì lãnh đạo cơ quan tình báo của Đài Loan lên tiếng cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu có chiến lược hối lộ cho những người làm về YouTube và Internet và có tầm ảnh hưởng tại Đài Loan. Cơ quan đặc trách về an ninh nội địa của Đài Loan, gọi tắt là NSB, và giám đốc của cơ quan này là Chen Ming Tong trong ngày thứ hai cho biết rằng là có một số
những giới giải trí địa phương được xem là có tầm ảnh hưởng tới công chúng đã được trả tiền bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm cách định hướng suy nghĩ của người dân Đài Loan. Ông Chen đã phát biểu bên lề của cái cuộc gặp gỡ với hội đồng lập pháp, nơi mà ông đã yêu cầu phát biểu về tình trạng mà Bắc Kinh đang tìm cách gọi là gây ảnh hưởng tới tất cả những cái nhân vật YouTuber hoặc là những người trên Internet mà có ảnh hưởng tại Đài Loan. Trong đó bao gồm một số những nhân vật được xem là rất nổi tiếng trong giới giải trí ở trên YouTube và trên TikTok, và họ đã được trả tiền bởi cái hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cố tình đưa ra những cái tin giả. Việc này diễn ra sau khi mà một cái tổ chức có tên là Fifth Cross-Strait Young Development Forum, tức là một cái diễn đàn về lần thứ 5 của cái hội nghị của giới trẻ băng ngang eo biển, trong đó diễn ra tại Hàng Châu và ở tỉnh Tiết Giang. Trong đó có 450 cá nhân, bao gồm luôn một số những nhân vật được xem là có ảnh hưởng của Đài Loan, đặc biệt là liên quan tới ngành giải trí, đã có mặt trong cái cuộc gặp gỡ này tổ chức ở tại Trung Quốc. Và trong đó thì họ cho biết rằng là một số TikToker, tức là một số những người làm TikTok của Đài Loan đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Ukraine là đã có những cái hành động được xem là khiến cho Nga tấn công Ukraine, và họ đổ trách nhiệm cho phía của Ukraine. Ngoài ra thì một số đã cho thấy rằng là việc mà độc lập của Đài Loan là việc không tưởng, đại khái là họ đưa ra những cái tin tức tuyên truyền. Và trong cái lời phát biểu ở tại đây thì ông người đứng đầu của cái cơ quan tình báo và điều tra về các cái an ninh quốc gia của Đài Loan cho biết là hầu như Trung Quốc đang tìm cách hối lộ rất là nhiều và chi tiền hàng tháng cho những YouTuber và những TikToker nhằm thay đổi cái suy nghĩ của người giới trẻ Đài Loan và gây ảnh hưởng trong công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Trong khi đó, từ Bắc Hàn thì nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã quy trách nhiệm cho các viên chức dưới quyền để cho đại dịch bùng nổ, và ông ta tuyên bố sẽ khai triển lực lượng quân sự nhằm kiểm soát đại dịch. Nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un đã chỉ trích rất nhiều những quan chức nằm trong chính quyền này để cho đại dịch bùng nổ, và ra lệnh cho lực lượng quân đội là phải giúp kiểm soát và giám sát chặt chẽ đại dịch này, theo tường trình của phía Nam Hàn đã đưa ra vào ngày hôm nay thứ hai. Trên 1 triệu người đã bị bệnh khi mà Bình Dưỡng đã lên tiếng và nói rằng có tình trạng bị sốt và có liên quan tới đại dịch. Trong khi đó thì ông Kim đã ra lệnh cho toàn quốc là phải lockdown, tức là phong tỏa hoàn toàn để ngăn chặn đại dịch này có thể lây lan ra cái khối dân của họ. Và trong một cái dấu hiệu cho thấy là ông Kim có thể sẽ thanh trừng một số viên chức sau khi ông đã quy trách nhiệm cho những viên chức này đã lơ là và không để cho cái đại dịch đã bùng nổ, và bây giờ phải buộc tất cả các cái pharmacy, tức là những cái văn phòng dược của Bắc Hàn là phải kiểm soát 24/7, và ông ta ra lệnh cho lực lượng quân đội là ngay lập tức phải ổn định cái nguồn cung cấp về y tế ở tại Bình Nhưỡng, ở thủ đô của Bắc Hàn, nhằm để ngăn chặn cái đại dịch và con siêu vi khuẩn gọi là Omicron đang diễn ra và đang lây lan ở tại Bắc Hàn. Trong cái trường hợp đầu tiên đã được báo cáo trước đây, và bây giờ thì đã có vài chục người đã bị thiệt mạng trong cái đại dịch này. Đây là lần đầu tiên Bắc Hàn đã thừa nhận là có đại dịch bùng nổ ở tại quốc gia họ, và Kim Jong-un đã bắt đầu có những chính sách cứng rắn để kiểm soát đại dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Ấn Độ đã mở ra việc xuất cảng lúa mạch để cung cấp cho những quốc gia cần thiết, bất kể lệnh cấm. Ấn Độ trong ngày Chủ nhật cho biết rằng họ sẽ tiếp tục mở rộng việc xuất cảng lúa mạch và để cung cấp cho những quốc gia bị thiếu nguồn thực phẩm giữa lúc mà chính quyền đã giới hạn trong vài ngày trước đó. Phía chính quyền của Ấn Độ, cơ quan đặc trách về thương mại của Ấn Độ nói với các thông tấn viên rằng chính quyền sẽ cho phép một số những công ty tư nhân đáp ứng lời cam kết là xuất cảng 4.3 triệu tấn lúa mạch cho tới tháng 7, và Ấn Độ dự tính. Trước đó thì Ấn Độ chỉ xuất cảng khoảng 1 triệu tấn lúa mạch trong tháng 4 mà thôi. Phía Ấn Độ được xem là một trong những quốc gia chính xuất cảng các cái lúa mạch qua các quốc gia láng giềng, gồm có Bangladesh, Nepal và Tích Lan. Và trong một cái ghi chú của chính quyền đưa ra, trong đó thì cho biết rằng là giá cả thực phẩm đang tăng cao và Ấn Độ đang muốn kiểm soát lại cái việc xuất cảng nông sản để giữ cái mức an toàn cho Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Nga, của Nga tại Ukraine đã khiến cho tình trạng thực phẩm thế giới đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Và giờ đây thì một số những công ty tư nhân của Ấn Độ đã được phép xuất cảng lúa mạch trong giới hạn
để có thể cung cấp cho một số quốc gia bị thiếu thực phẩm ở khu vực Trung Á và Nam Á. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Ấn Độ nhằm đóng góp vào việc mà giải quyết cái tình trạng thiếu hụt thực phẩm trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Cộng sản Việt Nam cho biết lại tổ chức việc thanh sát tất cả những công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán và sẽ lập công các cái toán kiểm toán tập trung vào các bản báo cáo tài chính mà họ cho rằng có nhiều sai sót và gian dối để đẩy giá cổ phiếu hoặc là nâng giá cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Thời gian vừa qua thì cho tới ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán của Cộng sản Việt Nam đã suy sụp khá nhiều, giảm 8.4% so với tháng trước và giảm 8.8% so với cuối năm 2021. Và mức này đã diễn ra sau khi mà có cái cuộc thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào một số công ty lợi dụng các khe hở của thị trường chứng khoán để thổi giá cổ phiếu. Và giờ đây thì họ bắt đầu lập những cái đoàn kiểm tra và đánh giá về những báo cáo tài chính trước đây vẫn được bị báo cáo giả để thổi giá. Thì giờ đây tất cả những công ty bị niêm yết ở trên thị trường chứng khoán đều phải trải qua cái cuộc kiểm toán và kiểm chứng về các cái báo cáo tài chính của họ nhằm kiểm soát lại thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay thị trường chứng khoán lại mất thêm 136 điểm ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cho thấy đang có một cái tương lai u ám cho thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Cùng một lượt thì sau khi mà Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu đánh vào ngành địa ốc ở Sài Gòn, cái gọi là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra cái chỉ đạo gọi là giải cứu cho 38 cái dự án bất động sản đang bị nằm bởi vì cái guồng máy hành chánh đầy nhiêu khê của Cộng sản Việt Nam. Tổng cộng có 24 cái cơ sở thương mại kinh doanh về ngành bất động sản đã bị nằm lì bởi vì cái hệ thống hành chánh nhiễu nhương của Cộng sản đặt ra. Điều này đã dẫn tới việc mà họ đã khiếu nại rất nhiều đối với lại cái kẻ cai trị ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở Sài Gòn. Và giờ đây thì họ đã được một số những cái ban ngành bao gồm luôn cả ngành môi trường, bộ kế hoạch và đầu tư cũng như công an và một số những ban ngành khác quản lý thị trường đã được lệnh của cái nhân vật đứng đầu của cái Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành phố Sài Gòn theo cách gọi của Cộng sản, thì đã bắt đầu cho phép để mà giải tỏa một số những cái thông tư nghị định vốn là những cái công cụ để cho các cán bộ đảng viên lợi dụng nhận tiền hối lộ hoặc là tham nhũng để gây khó khăn cho các công ty kinh doanh về ngành địa ốc và họ không có giấy phép xây dựng bởi vì còn thiếu quá nhiều những cái giấy phép cần thiết của những bộ ban ngành. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Cộng sản nhằm để mà cứu nguy cái ngành địa ốc đang trên đà bị sụp đổ bởi vì tình trạng thổi giá đã được đưa lên khá cao tại Sài Gòn thời gian gần đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay lại có thêm một tiến sĩ đang gây tranh cãi khi bà này làm một cái luận án về tình trạng ẩm thực của miền Nam. Bà này tên là Phan Thị Ngàn, vốn là thuộc về khoa du lịch và Việt Nam học, trong đó thì bà này đã viết một cái luận án liên quan tới vấn đề các cái món ăn về mắm, về những cái món ăn ở miền Nam để làm một cái đề tài luận án tiến sĩ của bà ta. Và trong đó thì trong cái luận án này nói về mắm tép, mắm lóc, mắm cua vân vân. Đây là cái luận án về mắm của một tiến sĩ Việt Nam và đây được xem là một trong những cái đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội tại Việt Nam. Việt Nam tiếp tục sản xuất những loại tiến sĩ liên can tới đánh cầu lông, liên can tới mắm và liên can tới việc mà gọi là những cái việc vớ vẩn ở trong xã hội và họ vẫn được phong hàm tiến sĩ tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.